Hello mọi người, hôm nay có bé Dễ Hương ra mua đồ ủng hộ má Tư nha mọi người. Em bé từ Pháp về nhà, ra mua ủng hộ má Tư lắm, mua nhiều lắm nha mọi người. Bé Dễ Hương cực kỳ luôn. Dễ Hương nhưng mà Hương không dễ nha, đụng tới bé là coi chừng đó. Bé này vợ bé của Tổng thống Pháp á. Ừ. Ừ, tổng thống mà thủ tướng à, thủ tướng Pháp là LGBT đó, bé Dễ Hương lắm nha mọi người. Mỗi ngày mà má Tư buồn buồn là bé ra mọi người, ra là má Tư vui cả ngày luôn đó. Bên đây là mồ của bé. Bé thích chơi đá nha. Đá của má Tư là đẹp nhất rồi. Thích chơi đá dữ lắm. Đá này chơi không có sản, còn đá kia chơi sản nha bé. À, hôm nay má Tư có báo cho mọi người tin vui thôi, cho mọi người biết gì thôi, chứ má Tư chưa có công bố. Đúng là nó 55, nếu mà trước trong cái giám định là 55 đó con. Má Tư 54. Ngày hôm nay chắc là em không có mở live stream, cho nên là em chỉ quay thôi. Bây giờ về nhà nó có một cách ra, con hiểu không? Tức là ra, nhưng cái ra cái lòng này nó chuẩn rồi, nhưng mà không có ra cái bản này. Không ra bản nó bự luôn. Bản cũng bự nguyên, nhưng mà cái nẻ... Ở trong nó thành bằng. Không có bàn, nó hơi con muốn làm mo. À, đúng rồi, đó là mo, đúng rồi, nó gọi là mo. Thì bây giờ về nhà, con muốn làm ra, thì má làm cho con bây giờ hiện tại. Cũng cảm ơn bé vì thời gian qua ủng hộ má Tư rất là nhiều luôn. Từ Pháp về... thăm Việt Nam cũng dành thời gian ra mua đồ ủng hộ má Tư. Cảm ơn rất nhiều luôn. 55 già đi, mới cho 55 già đi. 56 là mình già, 58. 74 ans. Elle est pour faire virement à son 10 ans. Hai bé nói xấu mọi người á. Có không? Không, ở hai bé đeo cẩm thạch không? Đeo vòng nè, đeo mặt dây chuyền của má Tư nè. Bây giờ còn mua thêm vòng nữa, mua về tặng bạn đó mọi người. Dễ Hương ha. Uy tín không? Hay uy tín không mọi người? Dễ Hương ha. Ra nhiều lần lắm rồi nhưng mà hôm nay mới quay. À, đúng rồi, gắn lên. Ơi, đúng rồi, con nhọn nè. Ngày hôm nay chợ cũng vắng nha mọi người. Em quay sơ cho mọi người biết đường vô cửa hàng má Tư ha. Từ đầu chợ nè, mình bước vô. Đây là tiền của má Tư. Má Tư có vui khi bé ra mua đồ ủng hộ má Tư không má Tư? Dĩ nhiên phải vui rồi, với lại nó tấu hài cũng vui lắm. Tiếc ra hề. Không được. Nó tấu hài cũng vui lắm. Đẹp bé. Bé ra mua cũng ủng hộ má Tư mấy lần nè ha. Tấu hài à.
dễ thương ha. Cách 2 ngày mua được. Mua cái chầm con nuôi quá tư luôn rồi đó. Trưởng này hôm được luôn con nuôi rồi đó. Nè, bé đều đẹp rồi mọi người, quảng cáo sản phẩm như cái tay đẹp lắm, mềm như tay gái luôn. Ôi đẹp quá. Đó. Ê, cái này khóc cái này hả? Ừ. Đúng rồi đó. Nhưng mà khi má giận nha, mà có đi bắt ghen á, lấy cái len á, con trùm ở đây nè. Ừ, chứ con đi len chen nó biết con tới rồi, tuổi á, mặc quần vô, nó chạy, nó bắt không được bỏ tan. Nhớ rồi nha, nhớ rồi nha. Chết rồi, cãi cộng đồng mày. Chị bỏ rồi không? Rồi, chị hỏi đây. Con có lưu cái của má không? Có lưu phải không? Ok, chuyển lại đi. Thành thôi, cho quốc khen. Cái này là đẹp lắm. Tôi xin thay nhiên coi chứ. Tôi xin thay nhiên coi chứ. Rồi, mà không biết còn không? Còn được mà giá là. Bây giờ cái này cặp này mắt tư cấp vô có gì okay, con sẽ gọi mắt tư để cái này này con mua cho bạn. Đây rồi. Cái này thì để chú giảm này. Quá con này. Đây. Mọi người ai cứ cần mua gì ra ghép má tư nha, ủng hộ má tư. Ai đi đâu mà vội mà vàng thì cũng nhớ ghé vào chợ An Tâm mà gặp má tư Quốc Thanh nha. Muốn đồ đẹp thì chỉ có vào đây, đồ đẹp mà giá bèo thì là ở đây thôi. Nghe hay không mọi người bán, con? Bán đợt này hết xong cái má đi qua bên Quảng Châu với bên Miếng Điện con Mũ bên luôn. Em mới chôm về. Hết đồ đẹp rồi. Nhìn đồ của bác Tư là đủ hiểu anh à, mấy bạn nhìn sản phẩm. Hết đồ đẹp rồi. Đúng một câu tiếng Tây là magnifique thôi. Đồ bác Tư mà. Ở đâu ở cái đất Việt Nam này mà có thể kiếm những cái dòng này đẹp đúng như vậy. Cây như ý chỉ có 102 thôi nè. Cây như ý mà còn có con hồng đất. 102 thôi. Đồ bác Tư thì không có gì kia. Này. Từ từ đúng rồi đó. Đau bụng, đau bụng, đau bụng. Ổng đau bụng lắm. Bình thường. Hình như là tiền nó không chịu muốn vô hàng quá tư sao? Mỗi lần chuyển nó không chịu vô à? Xíu nó cũng vô. Còn qua chuyển qua bên ngân hàng của em. Ngân hàng em là nhận nhanh đó. Để coi lại hồi hôm qua hôm qua kiếm rồi. Để bắt kiếm ra ba chết còn còn không biết nó đủ bao nhiêu của con. Với cho con coi luôn cái dài dài đó. Dài dài con làm cặp đôi bông có một cặp đúng không? Không. Cái hai cái dài dài đó. Không có, không có, đâu có đều đâu con, cái ngắn dài. À. Gấp. Tờ cái này mà gặp cái công gì anh gì đặt, anh đưa làm rồi. Con. Ủa cái hộp oval đẹp vậy, lên oval cho con coi cái hộp oval coi. Thì đó mới làm đó đó. Bà cứ bắt chụp liền, cái cô cái chụp không kịp. Cô cái đi Vũng Tàu đi vừa chăn răng chơi rồi à, thứ ba nó ra mấy cũng chưa cũng thấy cái này ba đi mấy nữa ba đi ba cùng nha cùng nha cùng nha cái gì à? Ăn mấy triệu bắt tính rồi đó luôn cái tổng mấy chục năm rồi tâm thì mình cứ đi như tâm đi nè không để trên đây này làm nè để trên tủ nè thôi kỳ lắm có gì đâu mà kỳ nem bì chả lụa chả ăn đông nha mọi người mua ủng hộ mua đem về ha ăn đây ăn cắt ăn đây ủng hộ đi cho bé ăn chung thử cho biết đúng rồi này là mua quảng cáo nha ta để trên đây này làm cho nó ngon lành đi quay cho mọi người coi bác Tư ơi cái này là đồ cúng nha ai để ý là con người ta không có ăn người ta cúng cúng cái ít cái ít vậy đó cúng mà hủi thôi cái hộp mua đó đây mua đãi ra mọi người hai bé ăn thử đồ Việt Nam nha lên chiếc chả cái hộp về với mấy cái hộp ba chén con chọn ra đó cái hộp hỏi cái hộp này nè cái hộp này cái bịch đó cái bịch hộp đó bịch hộp cái của má nào cái hộp mà nó mua rồi á em về nữa nha nhưng mà cô lên vàng này chắc khoảng chừng chỉ rưỡi thôi chỉ rưỡi không chỉ rưỡi giá cho xin thêm cái hộp bà năm nay nhiêu tuổi rồi không bắt cặp được á 82 chưa hay quá ta 81 rồi đó 81 tuổi
thôi đó, mà con cậu đủ sống rồi, ra đây một lần mấy trăm ngàn đó. Vậy đó hả? Ôi, ổng chết tôi khóc quá trời. Tôi nhà xem mà tôi thôi, mà tôi thấy cậu này vô với ổng này, vô nhà ổng á. À, coi TV á. Dạ. Cái này không coi, tại cái này một là con lên mặt tiền, hai con lên mặt. Ổng này biết tôi hồi xưa làm mấy chục năm mà giỏi gì quy tới giờ. Hả? Ông chị nói cậu này biết, ốc hồi bắt mà giỏi gì quy tới giờ. Đó. Là bà chỉ bán như vậy thôi nha mọi người. Bán gì mà mấy chục năm rồi đó. Ờ, bán mấy chục năm rồi. Mua cá sấu mấy ngày lắm. Nó đổ nó đưa đến là mua nó đi dần. Có đưa là gia đình mà giờ Út hả? 56 đứa con mà trong khi đó con Út giờ đứa lớn nhất là 50 mấy tuổi rồi. Dạ. Coi quả quả sấu cạnh nha. Nè. Ủa sao con này nó vàng nó đổ nó. Nó là cái lưu lưu quá. Nhìn nhiều. Mình có bỏ gì thêm lên nữa không? Có, cải chua rồi hơi pha. Ô má ơi, hàng đập luôn. Này bà Út ở nhà tự làm luôn hả? Tự làm hết luôn. Không mua một cái gì hết luôn. Có làm mà. Không phải mua xin nét. Lấy nè, con xin nét vừa lời mà lại vừa một kiểu như là vừa gió vừa nuôi Út cả tiền buồn Út. Dạ. Phải nuôi luôn, làm sao nuôi. Mấy đó Út nó trẻ. Tạo củ hàng nè. Để tiền cũng đi chùa. Dạ. Cái nào là chùa để dạng ngay vậy đó. Dạ. Lượt mua một cái gì nói chỗ đâu. Từ 5 triệu chắc 6-7 triệu. 8 triệu. Đó, bà Út 81 tuổi rồi mọi người. Mà còn mà bán năm nay nữa con ơi, mà mai mốt nó kêu con nghỉ rồi, nó không cho bán nữa rồi con ơi. Lớn tuổi quá rồi. Lớn là một lẻ con. Con má để này cho con là nhá, nó có gì đâu mà kêu riêu. Nặng lắm á. Bữa nay vàng này con biết bao nhiêu không? Là 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6. Ở nhà nuôi cũng được đúng không? Không cần Út phải đi bán cực khổ. Mẹ già để mẹ cắt cái gì đó bán rồi. Ở đây cái nó nói trời ơi, con nói mẹ là tại mẹ thích đi bán mẹ đi. Đó là Út thích đi bán mà bán vui, có đồng ra đồng vô. Còn chửi nó nói nghe. Nó già này đẹp lắm. Nó đúng rồi con. Đây là 4 triệu mấy đó. Chứ ở nhà lớn tuổi ở nhà buồn lắm. Đúng rồi. Mà còn vui đi có sức khỏe nữa đó. Đây, trả lời của bà Út. Bà Út ăn tỏi được không con? Dạ được. Bà Út qua chợ ăn đông, đem tỏi của bà. Chưa mua đem về tối ăn ngon lắm. Không, con ăn đi luôn nè. Cái mùa đá banh Út bán đắt lắm. Ngày mai, hôm nay hoặc ngày mai con tập 1.000 trước. Con mua đem về biếu đi. Được rồi Út, nhiều lắm rồi. Được rồi, được rồi. Nói chuyện ăn hơi viền định sinh nha, Út đi giờ đó. Cái này nó phải hồi nãy biết vậy rồi. Đây. Hai chiếc. Ngon cực kỳ luôn. Bớt. Không bớt đồng nào. Lấy cho em 100.000 chứ. 43. 100.000, 100 đô. Còn nha, còn đủ thứ nha. Còn nhiều nữa hả? Ướt rồi nha. Con cay sao cũng được à. Xuống đi cha cho con rồi xuống cỡ nào cũng được con muốn cỡ ngoài chợ thì cuộc sống chỉ vậy không mọi người bán gì ăn đó đây là mùa ớt chanh không bớt bơ đồng nào cái là hàng này còn để bơ leo đó. Nào Út để rồi đây hả, chừng nào không bỏ bỏ cho phim ha. Dạ. Đây là tiền. Đồ đeo má là tại vì mua cái giá hồi xưa. Đây xin mời, xin mời, xin mời ăn thử đi. Mỗi ngày ra hầu ở ngoài. Ăn thử đi, ăn thử đi, ăn thử trước đi. Không mấy cái nạc của được của con. Review nè, ngon không nè. Ngon dữ vậy. Nẹo mỗi ngày là sẽ không. Anh ăn thử miếng đi. Con xuống tới đây mà không ngon, đặt đem về á con ơi. Đó. Trời ngon quá. Thằng cháu mày bán xong nhà cầu mà đi tới đây là không ngon là đem về đó. Ngon đúng không? Vậy cậu. Vậy cái con tôi từ hốc môn chạy xuống cậu đám lao của cậu Linh á. Anh ăn chung đi. Coi luôn á. Hai ba ngày ngày nào cũng xách xe xuống với coi cậu.
bỏ cơm bỏ nước bỏ tôi nấu thấy bà luôn á. Nó chờ nó coi khóc quá trời luôn á. Tôi ở nhà tôi coi tôi cũng khóc đây chứ đừng nói. Tôi coi tôi khóc quá trời luôn. Rồi tới giờ nói mà còn rưng rưng nước mắt nè. Sao ông thương cậu Linh lắm mà, tại hàng nó cậu hay giúp tôi lắm. Dạ. Ở với cậu này nè. Ngồi xuống nhà. Rồi giúp chừng Út đi, quá khổ quá, giúp quá. Dạ. Cho tiền thì nó không lấy, phải có việc mua đi. Dạ. Không, Út nói chuyện, cậu Linh nói có dòng hồn ổng. Ổng nó kệ có nhiều mua, thôi giờ 500 ngàn đó rồi bán nhiều quá vậy. Dạ. Rồi cái tôi làm 2-3 bịch tôi nói vậy, cậu nhớ tỉ như cậu muốn ăn bịch nào ăn, còn bịch nào cho bịch trong. Làm gọn ghẻ, bịch vậy đó. Dạ. Rồi bà đi bán đi nha. À, cảm ơn con dạ. Nha. Dạ. Bữa tao ăn gói năm mua giùm. Dạ. Út bán chừng mấy ngày nữa nghỉ luôn. Dạ. Thôi kệ cứ đi bán đi không sao đâu. À sợ mệt thôi. Dạ rồi. Dạ.